Theo cơ quan khí tượng Bangladesh, bão bun, bun với sức gió lên tới 120 km h đã yếu đi khi bắt đầu đi qua khu vực Tây Bengal của Ấn Độ và khu vực ven biển Khuna của Bangladesh vào lúc 9 giờ tối ngày 9 tháng 11. Các sân bay và hải cảng nằm trong khu vực đường đi của bão đã phải đóng cửa. Khoảng 1.500 du khách đã mắc kẹt trên đảo Saint Martin, phía nam Bangladesh, sau khi các dịch vụ tàu thuyền tạm ngừng hoạt động. Ngoài hai cảng lớn nhất của Bangladesh là Mông La và Chittagong phải ngừng hoạt động, các chuyến bay tới sân bay Chittagong cũng bị hủy, hoãn do thời tiết xấu. Tại Ấn Độ, các chuyến bay đi và đến sân bay ở Kolkata bị đình chỉ trong 12 giờ do bão. Tại đảo Musuri ở Tây Bengal, người dân phải trú trong các trường học và các tòa nhà chính phủ. Các máy bay quân sự và nhiều tàu được lệnh sẵn sàng cứu hộ trong trường hợp cần thiết hơn 60.000 người phải sơ tán khỏi khu vực bờ biển phía biên giới Ấn Độ, trong khi phía Bangladesh phải sơ tán khoảng 2 triệu người tới 5.500 điểm tranh trú.